Xin chào quý vị và các bạn. Sau khi cơn bão số 1 đã qua đi, các địa phương ở miền Bắc, những nơi chịu thiệt hại nặng nề của mưa bão, đã và đang khẩn trương hoàn thành công tác khắc phục hậu quả của mưa bão để có thể sớm ổn định lại cuộc sống và các hoạt động sản xuất cũng như là giao thông đi lại. Thời tiết ở miền Bắc cũng góp phần ủng hộ cho các hoạt động khắc phục của người dân khi mưa đã giảm hẳn cả về diện và lượng. Sáng nay mưa chỉ còn xảy ra tại các tỉnh thuộc khu vực phía Tây Bắc Bộ và một số phần vùng núi Việt Bắc. Còn tại các khu vực khác như là tại Trung Du và Đồng Bằng thì mưa đã giảm hẳn. Vào ban ngày trời có nắng trở lại và nền nhiệt độ tăng dần. Cao nhất ngày ở vào khoảng từ 30 cho đến 33 độ, có nơi cao hơn. Xuất hiện nắng nóng cục bộ từ ngày mai. Như vậy là đến 2 ngày nghỉ cuối tuần này cũng như những ngày đầu tuần tới, thời tiết sẽ khô ráo, phần nào thuận lợi hơn cho các hoạt động dân sinh của người dân cũng như các công việc khắc phục những hậu quả tồn đọng sau bão. Tuy nhiên, đáng lưu ý là người dân các tỉnh vùng núi phía Bắc vẫn cần phải cảnh giác cao độ với hiện tượng lũ trên các sông lớn, lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở đất ở vùng núi, đặc biệt là tại các tỉnh như là Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ và Thái Nguyên. Ngày hôm nay, thời tiết tại các tỉnh Trung Bộ cũng sẽ tốt dần lên. Các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Nghệ An và thậm chí là tới cả Thừa Thiên Huế, mưa giảm hẳn, chỉ còn xảy ra ở phía Bắc của khu vực. Đến trưa chiều, nắng sẽ trải đều trên toàn bộ khu vực, nhất là tại các tỉnh thành phía Nam. Nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 32 cho đến 34 độ tại các tỉnh Bắc và Nam Trung Bộ. Còn khu vực Trung Trung Bộ thì thời tiết khô ráo, nắng nhiều hơn nên nhiệt độ cao hơn từ 1 cho đến 2 độ. Dự báo nắng nóng sẽ có xu hướng quay trở lại tại các tỉnh vùng núi từ ngày mai với nhiệt độ ban trưa sấp xỉ ngưỡng 35 cho đến 36 độ. Các khu vực khác phổ biến dưới 35 độ, dù chưa đạt ngưỡng nắng nóng nhưng trời cũng khá oi bức. Với các tỉnh phía Nam, sự suy giảm của gió mùa Tây Nam chính là nguyên nhân khiến cho mưa giảm. Tuy nhiên, mức độ suy giảm này là không nhiều và nó cũng chỉ là tạm thời. Chiều tối nay tại Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa rào và dông vẫn xảy ra trên 2/3 diện tích khu vực. Trong khi đó, vào trưa chiều trời có nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực Nam Bộ là từ 30 cho đến 33 độ, còn tại Tây Nguyên là từ 29 cho đến 32 độ. Sang đến những ngày đầu tháng 8, đới gió Tây Nam có cường độ mạnh dần, nhiều khả năng mưa tại khu vực trên sẽ có xu hướng tăng lên cả về diện và về lượng, thậm chí nhiều điểm có thể xuất hiện mưa vừa đến mưa to, đặc biệt là tại các tỉnh thuộc khu vực phía Nam Tây Nguyên và cả khu vực Nam Bộ. Do vậy mà người dân cần hết sức lưu ý và cảnh giác với các hiện tượng thời tiết cực đoan như là dông sét, gió giật mạnh, đặc biệt là vùng ven biển. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió hoạt động mạnh cấp 3, cấp 4, tình trạng biển bình thường. Tuy nhiên, bắt đầu từ đêm nay, phía đông của khu vực sẽ có mưa lớn và gió mạnh. Tàu thuyền cần chú ý theo dõi sát sao các bản tin thời tiết nguy hiểm để chủ động phòng chống an toàn. Còn tại khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, đáng lưu ý là từ chiều nay, cùng với quá trình hoạt động mạnh dần lên của áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở phía đông Philippines, thì gió Tây Nam ở các vùng biển ở phía Nam sẽ tăng dần về cường độ. Mưa rào và dông cũng tăng và kèm theo đó là các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là lốc xoáy và gió giật mạnh gây ra nguy hiểm. Các tàu thuyền cần theo dõi sát sao những diễn biến của cơn áp thấp nhiệt đới này. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay của Đài truyền kỹ thuật số VTC. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Thank you.